Hello mọi người, không biết là ở đây có ba mẹ nào đã từng tham dự tổng kết của con mình chưa ta? Cái cảm giác của nó như thế nào vậy? Bởi vì Vani chưa từng tham dự một cái buổi lễ tổng kết nào của con mình hết trơn á. Năm đầu tiên á là Nini còn quá nhỏ, không có tham gia được. Năm thứ hai á là trúng dịch. Năm nay là năm thứ ba rồi, nhưng mà ở trường á thì lại không có cho phụ huynh vô dự. Cho nên á là Vani phải dùng toàn bộ cái mối quan hệ của mình để nhờ các cô quay lại khoảnh khắc của Nini. Và đây là một chiếc video clip được gom từ rất là nhiều máy. Đây là Nini. Và khi mà Nini xem văn nghệ đoạn đầu thì hào hứng, nhưng mà đoạn sau hơi buồn ngủ nha mọi người. Mà mặc dù Nini buồn ngủ vậy thôi, chứ lát hồi mọi người xem nè, bà rất là chăm chú. Bởi vì tất cả những cái hoạt động ở trên sân khấu, mà hoạt động nào mà lạ quá là sẽ rất là theo dõi. Múa hề nè, múa bong bóng nè, Nini đều rất là tập trung. Chưa kể là những cái tiết mục nào mà nó thú vị quá là Nini cũng sẽ rất là để ý và quan tâm. Chưa hết, con tôi đó, mọi người thấy không, tôi nói mà, con tôi nó rất là nhảy múa luôn á, âm nhạc chảy trong máu và tự nhiên, không biết ai chỉ cho móc mũi mà móc hoài. Ghét cái kiểu móc mũi này ghê á. Nếu như có Vani ở đó là không được rồi. Hên cho Nini là Vani không có kế bên. Đây mọi người, rất tự hào con tôi. Dù không có tôi nhưng mà bà vẫn đi lên sân khấu và vẫn tham gia các cái hoạt động, vô cùng hãnh diện luôn đó. Và đây, một cái góc quay khác và một chiếc máy khác đã quay Nini. Và đây, vẫn tiếp tục móc mũi mọi người. Sao mà ngộ ghê á, 2-3 cái máy quay cũng trúng vô cái đoạn móc mũi. Nhưng mà đây mới là cái phần tự hào Vani muốn khoe của Nini nè mọi người. Đây, Nini được nằm trong cái đội văn nghệ của lớp. Đó, nhúng quá trời nhúng luôn, nhiệt tình quá trời nhiệt tình luôn. Vô cùng tự hào, đứng ở chính giữa đó nha. Múa quá trời luôn mọi người thấy không? Nên đây múa quá trời múa luôn. Đang múa bài Út mình đều là Út cưng, 1, 2, 3 múa Út cưng đó. Đúng là âm nhạc chảy trong máu luôn. Bây giờ thì mọi người xem tiết mục biểu diễn của Nini nha. Quá trời là đáng yêu và quá trời là tự hào luôn á. Thật ra là hả, Vani biết là ngày hôm nay là mình không có được lên tham dự chung với con. Cho nên cái buổi sáng á, lúc mà đưa con tới trường á, đã tranh thủ làm một cái động tác mà chỉ có những người phụ huynh mà thích chụp hình như Vani mới tranh thủ thôi. Đó chính là đi vô và bắt con mình chụp hình cho mình 1001 tấm hình. Và mọi người xem đây, đây là thành quả sau một buổi khai giảng của con tôi. Yeah, con tôi được lên lớp mầm rồi.